Xin chào các bạn. Hiện nay trên thị trường này chúng ta có rất nhiều nhà sản xuất smartphone, cho đến Nokia cũng đã tham gia với nền tảng điều hành Windows 8. Tuy nhiên với Windows 8 thì Nokia vẫn chưa làm được nhiều, và còn thua kém rất là xa so với Samsung hay là Sony, thậm chí là HTC. Tuy nhiên có một phân khúc thị trường mà không có nhà sản xuất nào đủ trình để có thể đạp đổ được Nokia, đó chính là phân khúc tầm trung, giá rẻ bình dân. Có thể nói Nokia mạnh nhất từ ngày xưa với các những chiếc 1200 hay là 1280 thần thánh. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mà Nokia tung ra thị trường là một sự kết hợp giữa các thiết bị smartphone Windows Phone 8 và những cái thiết bị giá rẻ trước đây chúng ta đã từng gặp, là chiếc Nokia Asha. Ở đây là chiếc Nokia Asha phiên bản 501 và là một thiết bị 2 SIM. Các bạn thấy là cách đóng hộp của nó thì cũng rất giống so với các thiết bị Windows Phone 8 của Nokia. Họ có một cách đóng hộp rất là đồng đều với nhau. Phía sau in một số thông tin của nó, như là trong hộp thì sẽ có điện thoại, pin, hướng dẫn sử dụng, thẻ nhớ, có cục sạc và cả tai nghe. Thì cái thiết bị này đặc biệt được bán ra là kèm sẵn luôn 4GB thẻ nhớ, và nó được ghi rất rõ ràng trên hộp, nên là yên tâm các bạn đọc kỹ chỗ này, sẽ không có cửa hàng nào dám nhảy các bạn cái thẻ 4GB này. Và mình sẽ mở hộp nó ra. Các bạn lưu ý là cái màu của thiết bị là sẽ trùng với lại cái màu bên dưới này, chứ không phải là in ở trên hộp. Và đây là mình có trên tay phiên bản màu vàng. Phải nói là cái thiết bị này nó khá là bé, nó giống hệt như là mấy cái máy đồ chơi mà mẹ mình mua cho cháu ở trên phố Hàng Mã. Chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng Nokia Asha, hoàn toàn là bằng tiếng Việt và được in rất là dày. Có tai nghe màu đỏ. Và các bạn lưu ý một điều là hiện nay thì tất cả các hộp mình đang có ở đây gồm cả màu đen, màu đỏ và cả màu vàng thì đều có cùng tai nghe màu đỏ này. Có sạc chân kim, phải nói đây là cái loại sạc thần thánh mà lâu lắm rồi mình mới gặp. Xưa nay toàn chuẩn micro USB từ hồi có smartphone, cuối cùng chúng ta được trở lại với lại cái sạc chân kim. Và chúng ta sẽ có một cục pin được lắp vào cái thiết bị này. Cục pin này có dung lượng là 1200 mAh. Về cái thiết kế của thiết bị này ấy, thì đầu tiên mình nhìn nó khá là giống chiếc Windows Phone 8, các bạn sẽ để ý tương tự là như vậy. Mặt trước này thì nó sẽ có một cái viền màu sắc nổi bật, và rõ ràng là cái này rất là giống với Lumia 520 hoặc là 620 cũng tương tự như vậy. Chúng ta có một cái phím home, tức là cái phím hình mũi tên quay trở lại ở phía trước này, còn lại không có một cái phím cứng hay là một phím cảm ứng nào khác. Bên trên là loa đàm thoại và biểu tượng của Nokia. Mặt sau chính là cái mặt của nó làm bằng chất liệu nhựa, nhựa này là loại nhựa polycarbonate. Sau khi bạn tháo nó ra, nó sẽ tách biệt làm hai phần là phần ruột và phần vỏ màu sắc. Như này tương tự như 520 hay 620, tức nghĩa là các bạn muốn đổi một cái vỏ màu khác chỉ việc mua một cái và lắp vào như vậy là xong luôn, rất là tiện lợi. Hiện nay thì Nokia Asha 501 có rất nhiều màu, như là chúng ta có màu xanh, xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng, đỏ, vàng, như vậy là đa dạng với mọi người tiêu dùng. Ai thích màu nào cũng hầu như là có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của các bạn. Bên trong này chúng ta sẽ có hai khay cắm SIM, gồm SIM 1 và SIM 2 thì đều sử dụng micro SIM chứ không phải là sử dụng SIM to như trước đây. Ngoài ra nó cũng có khe cắm thẻ nhớ mở rộng hỗ trợ lên tới 32GB. Và đương nhiên khi mua kèm thì các bạn sẽ mở máy ra, bên trong này chúng ta sẽ có một cái khe, chúng ta đã có một cái thẻ nhớ 4GB để các bạn có thể cài game hoặc là ứng dụng trên cái thiết bị này. Chiếc Nokia Asha 501 ấy thì nó thiết kế mình thấy nó khá là vuông vắn, không bị bo tròn nhiều kể cả mặt trước hoặc là mặt sau, không giống như các thiết bị Lumia. Đơn giản là vì các thiết bị kia nó to nên cần phải bo nhiều, cầm cho dễ. Còn chiếc máy này nó quá là bé, các bạn thấy là đặt trong lòng bàn tay chúng ta nó lọt thỏm luôn, cầm rất là thoải mái, kể cả thiết kế kiểu gì cũng chơi được hết. Nó khá là dày hơn nhiều so với chiếc Xperia Z mình đang sử dụng, nhưng mà quá là nhẹ và mỏng nên chúng ta có thể cầm trong tay rất là thoải mái. Đặc biệt là vào buổi tối có lẽ đọc báo một thiết bị này sẽ dễ dàng hơn. Thế cái màn hình của nó chỉ rộng có 3 inch. Và sau đây là một số thông tin về cái thiết bị này. Thứ nhất là về màn hình của nó, lâu lắm rồi mình mới thấy một cái màn hình có sử dụng chỉ là 256.000 màu. Đây là một trong những cái loại màu sắc phổ biến nhất ngày xưa, và đặc biệt trên các thiết bị di động tầm trung thì rất hay sử dụng cái loại màn hình chất lượng màu sắc này. Nó có màn hình 3 inch và độ phân giải là 240x320, như vậy mà độ điểm ảnh là 133 ppi. Nếu ai đang dùng các thiết bị bình thường, điện thoại bàn phím T9 thì chẳng sao, ai dùng smartphone thì có lẽ là nhìn vào nó hơi bị khó chịu một tí, nhưng mà mình nghĩ là vẫn khá là đẹp, không có gì phải đắn đo trên cái thiết bị này. Nó có vi xử lý loại đơn 1GB, bộ nhớ RAM chỉ là 64MB và bộ nhớ trong là 128MB, như vậy là khá là ít. Chính vì thế khi Nokia bán ra để kèm sẵn luôn cho người dùng là một cái thẻ nhớ 4GB, thoải mái có thể cóp nhạc, phim và hoặc là các bạn có thể mở rộng lên tới 32GB. Về nền tảng hệ điều hành của nó là một cái sự kết hợp và sự phát triển của hệ điều hành S40 trước đây trên các thiết bị tầm trung của Nokia. Nền tảng này thì đầu tiên nó khá là giống với lại nền tảng MeeGo. Các bạn sẽ để ý mọi thao tác trên thiết bị này chủ yếu là vuốt và trượt mà thôi. Ở đây là giao diện màn hình home chính, là chúng ta chỉ có các cái biểu tượng như thế này, và các bạn muốn xem các bạn chỉ có một tab thứ hai, chính là cái giao diện Fastlane.
Thì giao diện này chính là hiển thị lại toàn bộ những gì mà các bạn đã làm hôm nay, hôm qua hoặc là lịch ngày mai. Ví dụ các bạn vừa xem video gì ngày hôm nay hoặc là ngày mai các bạn sẽ có công việc gì, vân vân. Nó có thể xem như đây là một cái tab history. Chính vì thế, đặc biệt với người dùng là nam nhá, xem video nào phải tích cực là xóa history vào, nó không là lộ hết. Và đây là cái giao diện chính của nó. Sau khi các bạn vào các ứng dụng thì để làm mới một ứng dụng các bạn cần kéo xuống như kiểu là F5 để chúng ta refresh lại cái ứng dụng mà mình đang sử dụng, cập nhật danh bạ. Hoặc là các bạn cũng có thể khám phá lại một số thông tin của người dùng bấm trực tiếp vào màn hình. Nó cũng có một cái thao tác tiếp theo là vuốt từ dưới lên như này để các bạn mở ra thanh cài đặt menu trên cái thiết bị này. Các bạn thấy đây, mở ra menu là vuốt từ dưới lên. Chính vì thế nên mà Nokia không trang bị phím cảm ứng menu hay là phím quay trở lại như trước đây, mà các bạn là chỉ hoàn toàn làm thao tác vuốt qua vuốt lại, rất là hay. Đây là thanh thông báo phía trên, các bạn kéo xuống thì chúng ta sẽ ra một loạt các phím tắt. Các phím tắt này cũng bao gồm như là bật tắt Wi-Fi, Bluetooth, dữ liệu mạng, tắt chuông hoặc là chuyển đổi giữa hai SIM, SIM 1 và SIM 2, vân vân. Và thiết bị này thì cũng hỗ trợ cả cảm ứng đa điểm, bằng chứng là mình có thể zoom lại, zoom ra, zoom vào như thế này trên camera của máy, khá là hay. Và phím home là chính là phím cho phép chúng ta quay trở lại về cái menu chính trên cái sản phẩm này. Là một thiết bị tầm trung nhưng mà Nokia cũng trang bị cho nó một cái kho cửa hàng riêng là Nokia Store, cho phép download thêm các ứng dụng như là chúng ta có thể download game, có cả Plan vs Zombie, rồi có cả một số cái ứng dụng chat mạng xã hội, Zalo, Nokia, Yahoo, vân vân. Như vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn về cái thiết bị Nokia Asha 5001. Đây là một thiết bị 2 SIM tầm trung mới mà Nokia đưa ra thị trường. Mình nghĩ là đây là một trong những sản phẩm các bạn sẽ rất là quan tâm. Nếu mà ai đang muốn mua một thiết bị giá rẻ mà phù hợp, nó dường như là mình đang thấy ở đây giao diện và tính năng của một thiết bị thông minh chứ không phải là một thiết bị tầm trung, nhưng mà cái vẻ bề ngoài cũng như cái giá của nó sẽ cực kỳ là dễ chịu mà các bạn sẽ cần phải quan tâm. Các bạn cảm thấy video ích đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào trang 7s.com.vn để theo dõi mức giá của thiết bị này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.